Chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại tầng 2, khu vực mà để điều hòa tại kho Nhật Bùi Huy tại số 15 ngõ 24 đường Hồ Quốc Việt. Và tôi là Bùi Huy, đại diện cho kho hàng Nhật. Hôm qua tôi có lên một clip để hướng dẫn khách hàng lựa chọn về các cái mẫu máy giặt hàng nội địa của Nhật. Thì có một chú khách có comment vào cái clip đấy là: "Cháu ơi, hãy lên clip về điều hòa đi để cho mọi người xem. Đây có phải là không phải là cái sản phẩm thế mạnh tại shop hỏi chấm." Đó, thì tôi hiểu là ý chú ấy là tôi lâu rồi tôi không có lên clip về điều hòa, và đây có phải là một cái sản phẩm mà không phải sản phẩm thế mạnh của shop, nên là shop ít lên cái clip về điều hòa đúng không? Đấy, thì ngày hôm nay tôi sẽ lên một clip để hướng dẫn khách hàng lựa chọn điều hòa nội địa Nhật, làm sao để chúng ta để lựa chọn được những mẫu điều hòa tốt, và tôi sẽ chia sẻ với các bạn để các bạn có thể biết được là tại kho Nhật Bùi Huy hiện tại bây giờ thì là đang có những cái mẫu điều hòa nào nhé, để chúng ta có thể là tự mình lựa chọn được những mẫu cái điều hòa tốt, hoặc là có thể qua kho Nhật Bùi Huy để chúng ta có thể lựa chọn cho gia đình mình những mẫu điều hòa tốt các bạn nhé. Đầu tiên là tôi xin chia sẻ với các bạn để hướng dẫn các bạn có thể lựa chọn được một cái mẫu điều hòa tốt mà chúng ta không cần nhờ tư vấn quá nhiều, để chúng ta tự định hướng được những cái điều hòa mà chúng ta sẽ định mua. Thì điều hòa nội địa của Nhật thì nó có rất là nhiều hãng, cụ thể nó sẽ có khoảng 5 hãng các bạn nhé. Cũng có những sự hãng như ở Việt Nam thôi: Daikin, Panasonic, Fujitsu, Mitsubishi, Sharp, Sharp đấy, thì nó có khoảng 5 hãng. Thì câu hỏi đặt ra là chúng ta nên chọn hãng nào và nên chọn loại nào là loại tốt. Thì điều hòa của Nhật nó sẽ khác điều hòa Việt Nam một chút, là nó sẽ chia thành hai cái phân khúc. Thứ nhất là phân khúc hàng bình dân ấy, thì là phân khúc mà ít ít tính năng. Đấy, thì là nó có là hai chiều inverter và tiết kiệm điện thôi. Thì cái mẫu bình dân này của Nhật nó cũng chính là cái mẫu cao cấp nhất tại hàng thị trường Việt Nam. Ở Việt Nam chúng ta đi ra siêu thị, chúng ta mua một cái hàng mà nó cao cấp nhất ở Việt Nam á, thì là một cái hàng mà chạy có lóng lạnh hai chiều và có inverter, là những cái mẫu mà cao cấp nhất rồi đúng không ạ? Thì cái mẫu này ở Nhật nó là cái mẫu bình dân thôi. Bên cạnh đó thì nó có một cái mẫu cao cấp, hay là giới thợ hay gọi là hàng VIP ấy, hàng chất lượng, hàng full chức năng ấy. Đó, thì nó là một cái mẫu cao cấp. Mẫu cao cấp thì bên cạnh cái việc là nó có những tính năng cơ bản như vừa tôi kể đấy, là hai chiều nóng lạnh và inverter tiết kiệm điện, thì nó còn thêm một số tính năng khác, ví dụ như là tự làm sạch dàn này, có nghĩa là cái lưới lọc mà bình thường chúng ta phải tự tháo ra để chúng ta vệ sinh ấy, thì là nó sẽ tự động nó làm sạch luôn, và có chế độ tự cảm biến thân nhiệt người này, giúp điều tốc hướng gió rồi tăng giảm nhiệt độ này, hay là giúp khử mùi diệt khuẩn, nghĩa là nó sẽ xử lý không khí, một phần không khí của chúng ta. Đấy là những cái mẫu, hay là mặt nâng này, đấy là những cái mẫu mà làm lạnh tạo ẩm nữa này, đấy rất nhiều tính năng phụ ở đấy, thì là để cho tốt cho sức khỏe chúng ta hơn. Thì đấy là những cái hàng full chức năng, thì nó có hai phân khúc là như vậy. Vậy thì chúng ta nên lựa chọn điều hòa của hãng nào và nên lựa chọn loại nào là loại tốt? Đấy, thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một chút là như thế này. Với cái điều hòa ở Việt Nam đó, thì chúng ta biết được là gì ạ? Là chỉ có hai thương hiệu tốt thôi đúng không ạ? Là Daikin này và Panasonic. Tại vì sao? Tại vì hai thương hiệu này là hai thương hiệu mà được nhập khẩu từ Thái Lan hoặc là Indonesia. Đấy, thì là hai thương hiệu này là hai thương hiệu tốt đúng không ạ? Còn lại là các thương hiệu khác, ví dụ như là Gree này, hay Copper này, hay là một số thương hiệu khác, thì Media, thì những thương hiệu này là được nhập từ Trung Quốc, thì chất lượng nó kém hẳn so với lại hai thương hiệu còn lại. Đấy là lý do mà với cái thị trường ở Việt Nam thì chỉ có hai thương hiệu điều hòa mà chúng ta có thể lựa chọn, đấy là điều hòa Pana và điều hòa Daikin đúng không ạ? Và tôi biết được là tất cả khách hàng mà đi trong những năm tôi bán hàng đấy, khi khách hàng mà đến kho Nhật Bùi Huy mà hỏi về một cái mẫu điều hòa ấy, thì khách hàng đều hỏi hai mẫu, đấy là mẫu Daikin và mẫu Panasonic. Đó. Thế nhưng đấy là với thị trường Việt Nam thôi. Còn đây là chúng ta đang đi mua một sản phẩm ở thị trường nội địa của Nhật. Đó. Thì thị trường nội địa của Nhật ấy, nó có một số đặc điểm nó khác một chút với thị trường Việt Nam. Đấy là người tiêu dùng ấy được bảo vệ tốt hơn ở thị trường Việt Nam. Đó. Nghĩa là những cái mẫu sản phẩm mà được phép bán ra thị trường là đều được kiểm tra một cách rất là nghiêm ngặt trước khi được bán ra thị trường. Đấy, và những cái mẫu đã được bán ra thị trường ấy là những cái mẫu mà đều đảm bảo tất cả với tiêu chuẩn kỹ thuật chung. Đấy, nghĩa là đều tốt cả, đều bền cả, đều có một cái tiêu chuẩn chung. Đấy, thế nên là cái việc của chúng ta đấy là thay vì chúng ta chọn về một cái hãng nào đó, thì chúng ta nên chọn một cái điều hòa đời thật cao, thật mới. Đấy, để chúng ta dùng. Thì chắc chắn một điều rằng là các bạn dùng, các bạn sẽ hoàn toàn hài lòng và yên tâm.
Hài lòng ở đây là gì? Hài lòng là về cái công nghệ, về chất lượng nó mang lại cho mình. Yên tâm ở đây là gì? Yên tâm ở đây là yên tâm về độ bền của cái máy nó mang lại chúng ta, đúng không ạ? Vì chúng ta đi mua sản phẩm, chúng ta quan tâm đến hai cái yếu tố thứ nhất là phải thật là bền, đúng không ạ? Không hỏng hóc gì, đúng không ạ? Yếu tố thứ hai là cái chất lượng không khí tốt, đấy là nói về công nghệ đấy, đúng không ạ? Thì nếu như chúng ta chọn một cái mẫu đời mới thì chúng ta sẽ hết sức là yên tâm để chúng ta sử dụng đấy. Còn chúng ta, tôi nhấn mạnh lại nhé, nghĩa là khi các bạn đi mua hàng, thay vì các bạn phải chọn một hãng nào đấy, thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái mẫu hàng đấu giá đời thật mới đấy, còn đẹp nguyên bản, không mông má, không sơn tút đấy, đời mới lên, thì các bạn dùng hoàn toàn yên tâm và chắc chắn là sẽ hài lòng đấy. Còn chúng ta sẽ chọn hàng cơ bản hay là hàng full chức năng, thì cái này nó cũng phụ thuộc vào cái tài chính của chúng ta. Nếu như tài chính của chúng ta mà không quá là dồi dào dư giả thì chúng ta chỉ cần chọn một mẫu hàng cơ bản thôi, chạy nóng lạnh, tiết kiệm điện, như vậy cũng đã rất tốt rồi đấy. Về đặc thù của cái hàng điều hòa nội địa Nhật ấy, nó sẽ cho chúng ta một cái không khí lạnh rất là dễ chịu, cho dù là hàng cơ bản hay hàng chức năng thì đều cho chúng ta một cái không khí rất dễ chịu. Chúng ta có thể bật chiều lạnh hay là chiều nóng thì nó đều cho chúng ta một cái không khí nó tự nhiên như là không khí ở ngoài cái môi trường của chúng ta đấy, chứ không bị khô rát, không bị oi bức, không bị khó chịu như là cái điều hòa hàng cơ. Đấy, đấy là một cái rất là hay mà người ta thích cái điều hòa nội địa của Nhật. Nên các bạn đi mua, việc đầu tiên là chúng ta phải chọn một cái mẫu đời cao đã, đúng không ạ? Việc thứ hai là chúng ta có hai phân khúc như tôi nói ngay từ ban đầu là hàng cơ bản và hàng chức năng. Thì chúng ta tùy theo cái kinh tế của chúng ta có thể lựa chọn hàng cơ bản nếu như cái tầm tiền chúng ta không quá là dư giả. Còn nếu mà kinh tế chúng ta dư giả, chúng ta có thể chọn hàng chức năng để chúng ta có thể được trải nghiệm những cái công nghệ hay hàng nội địa của Nhật. Đó, đấy là cái ý đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn khi các bạn đi mua hàng nội địa của Nhật. Chứ không nhất thiết chúng ta phải chọn một thương hiệu nào. Đấy, quan trọng nhất ở đây phải là máy đời mới, thật mới các bạn nhé. Đấy, cứ hàng mới chúng ta chơi. Đấy, chứ một số tôi thấy một số cái ý kiến cho rằng là gì ạ? À, những cái máy đời mới bây giờ nó không tốt đâu, phải những máy đời cũ mới tốt cơ. Thì cái đấy là không lên các bạn nhé. Đấy, đồ điện tử mà nó cũng có tuổi thọ ở nó. Đấy, và chúng ta hãy lựa chọn mẫu đời mới. Rồi, bên đến ý thứ hai là tôi sẽ chia sẻ với các bạn để xem, để cho các bạn biết là tại kho Nhật Bửu Huy thì đang có những mẫu điều hòa nào, và điều hòa thì có phải là thế mạnh của kho Nhật Bửu Huy hay không nhé. Bây giờ tôi sẽ lấy máy quay để tôi quay cho các bạn xem. Đó, trước khi thì chúng ta đi vào xem các cái mẫu điều hòa thì có một cái điều là tôi nhấn mạnh với các bạn là như thế này. Tại kho Nhật Bửu Huy ấy, thì cung cấp tất cả những cái mẫu sản phẩm như là tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, đấy, bếp từ, máy lọc không khí, tất cả đều rất là nhiều. Thì tất cả sản phẩm đều rất là nhiều và dồi dào. Và có một cái đặc điểm chung ấy, là tất cả đều là cái chất hàng mua đấu giá rất là đẹp các bạn nhé. Hàng đấu giá đẹp nguyên bản. Đó. Có cái là cái tần suất lên clip của tôi ấy, và các cái sản phẩm tôi lên ấy, các bạn để ý là đa số là tôi hay lên tủ lạnh, đúng không ạ? Và thi thoảng thì tôi lên thêm cái sản phẩm về máy giặt, đúng không ạ? Còn điều hòa và các sản phẩm khác tôi ít lên. Tại vì sao? Vì cái đặc thù công việc của tôi nó cũng rất là bận. Đấy, mà trong khi đó thì điều hòa đây cũng chỉ là một cái chỗ để trung chuyển điều hòa để giao cho khách thôi. Đây là ở tầng 2 tại số 15 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt, chứ không phải là một kho điều hòa đâu các bạn ạ. Tại vì đặc tính cái điều hòa này kho cần phải rất là rộng, vì thứ nhất là số lượng nó cũng nhiều, thứ hai là chúng ta phải sắp ra thành từng bộ như thế này. Đấy, chứ không phải như hàng bãi các bạn nhé. Nếu là hàng bãi ấy, thì họ có thể để trồng đống cục nóng lên, trồng đống mặt lạnh lên, sau đó họ cứ ghép lộn xộn với nhau cả. Thế nhưng mà với kho Nhật Bửu Huy thì tất cả những cái hàng này đều là hàng mua đấu giá. Các bạn nhìn này, đây là nguyên bản nhé, chưa mông má sơn tút gì đâu ạ, nguyên bản nó đã đẹp như thế này rồi. Đấy, và với những cái chất hàng đấu giá này ấy, thì kho Nhật Bửu Huy sẽ mua là từng bộ một. Đấy, cục nóng mặt lạnh khớp nhau, có điều khiển đi kèm, zin theo máy, tất cả đều là đồng bộ, chứ không phải là mua như là hàng bãi, mua theo đống, theo mớ. Đấy, nên cần một chỗ rất là rộng để có thể để từng bộ một sắp như thế này. Còn đây là khu vực để trung chuyển, để giao hàng cho khách thôi. Nên nhiều khi những ai đã mua điều hòa tại kho Nhật Bửu Huy rồi, các bạn biết là đa số là các bạn chỉ cần cho tôi biết cái nhu cầu của nhà mình, cái nhu cầu lắp điều hòa cho phòng bao nhiêu mét vuông, số lượng như thế nào. Và sau đấy là tôi sẽ chọn hàng tại kho và tôi mang ra cửa hàng để các bạn đến, các bạn xác nhận đơn hàng là lắp thôi, đúng không ạ? Đấy, đấy là cái lý do mà tôi ít lên clip về điều hòa là như vậy. Chứ thực chất thì điều hòa tại kho Nhật Bửu Huy cũng là một cái sản phẩm thế mạnh. Đấy, là sản phẩm mà hàng rất là đẹp. Đây, nó có bẩn một chút này. Đấy, thế nhưng mà tất cả đây đều là hàng nguyên bản. Đấy, những ai mà dùng sành hàng Nhật thì nhìn thấy tôi quay này là biết ngay là những cái chất hàng rất là đẹp và đẹp nguyên bản.
Đó. Các bạn muốn tư vấn về một mẫu điều hòa thì các bạn hãy gọi điện cho tôi qua số điện thoại là 0966 937 999. Điều hòa thì tại kho Nhật Bùi Huy bán đủ hết các hiệu nhé. Đây các bạn nhìn này, có Fujitsu này. Đấy, đây là dòng phu loa, là dòng cao cấp nhất của Fujitsu. Đấy, hay là đây cũng là Fujitsu này, dòng phu mặt nâng. Đấy, hay là điều hòa Toshiba này. Đây cũng là dòng cao cấp nhất của Toshiba. Có mắt cảm biến thân nhiệt người này. Đấy, có tự động làm sạch dàn này. Ion plasma này. Đấy, đủ hết tất cả các công nghệ là dòng cao cấp nhất. Hay là Hitachi hay là Mitsubishi, Mitsu bạn này. Đấy, những mẫu hàng đấu giá đẹp nguyên bản, không có sơn tút gì cả. Mitsu này. Đấy, có cả hàng mới nguyên thùng nhé, tại kho Nhật Bùi Huy có cả hàng mới nguyên thùng luôn. Có cả Hitachi, đây tôi sẽ cho các bạn xem. Đấy, tại kho Nhật Bùi Huy thì sẽ bán đủ hết tất cả các thương hiệu. Đây Hitachi này. Thế là đây là Mitsu này. Đấy, mắt cảm biến này, các bạn nhìn này, như camera này, nó xoay đi xoay lại để cảm biến từng người. Thế nên khi tôi tư vấn cho các bạn ấy là tôi tư vấn trên một góc độ rất là khách quan, chứ không phải là tư vấn cho các bạn cái mẫu mà tôi đang có. Thực sự là tôi bán hàng cho các bạn cũng là tôi đang đang đặt địa vị tôi là khách hàng. Đấy, và tôi đã thay các bạn lựa chọn những cái mẫu sản phẩm tốt rồi. Đấy, thì về các bạn cứ yên tâm là các bạn sử dụng thôi. Đấy, nên là thay vì là chúng ta lựa chọn hãng thì chúng ta hãy cố gắng lựa chọn làm sao ạ để được những sản phẩm tốt nhất, mới nhất. Chị xé giúp em cái này các bạn. Đấy, để chúng ta có thể dùng nó yên tâm. Các bạn muốn tôi tư vấn thêm vì trong clip ấy nó rất là ngắn thôi, không quay được quá dài. Nên các bạn cần tôi tư vấn thêm hoặc là cần tôi chọn máy thì các bạn hãy gọi điện trực tiếp cho tôi nhé, thì tôi sẽ tư vấn thêm cho các bạn một cách rất là kỹ càng. Đấy, về các cái mẫu sản phẩm, cho dù những khách hàng ở tỉnh ấy mà không thể mua hàng của tôi được, chúng ta có thể mua hàng tại bất kỳ một cơ sở nào, thì các bạn cũng có thể liên hệ với tôi để tôi tư vấn cho các bạn những mẫu sản phẩm tốt nhé. Đấy, rất là đẹp khi chúng ta mua được những mẫu hàng đấu giá, hàng đời cao. Đấy, 2015, 16, 17, 18, 19, 20 thì chúng ta dùng rất là yên tâm. Chứ còn nếu mà bây giờ đi mua lại những mẫu mà đời 2005, 06 đến năm 2010, 12 thì nó cũng sẽ hơi cũ một chút. Đây là một con điều hòa của Mitsu này, về tôi cũng chưa bóc, bây giờ tôi mới bóc này. Đấy, đấy là cái chất hàng đấu giá các bạn nhìn đấy. Tại sao tôi quay hay quay nghiêng nghiêng thì các bạn phải nhìn thấy cái ánh đèn nó chiếu xuống, các bạn mới thấy là đây là cái chất nhựa đẹp nguyên bản chứ không phải là mông má hay là không phải là sơn tút gì cả. Đó, thì chúng ta mua những chất hàng này sẽ rất là yên tâm các bạn nhé. Khách hàng ở Hà Nội các bạn phải đến xem hàng trực tiếp tại kho Nhật Bùi Huy tại số 15 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Khách hàng ở xa thì có thể gọi điện cho tôi để tư vấn và mua hàng online. Những cái hàng mà chúng ta mua hàng đấu giá như này thì chúng ta hoàn toàn yên tâm mua online được, tại vì chất hàng nó rất là đẹp chứ không phải là chất hàng bãi. Đó. Cảm ơn các bạn nhé. Các bạn cần tôi làm clip review về sản phẩm gì hay là cần tôi tư vấn về sản phẩm gì thì các bạn hãy liên hệ với tôi để tôi sẽ làm một clip để tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của các bạn nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.